Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương đương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Thì thưa quý vị, để giúp cho quý thiện sinh được thực hành tứ niệm xứ một cách tốt đẹp nhất, thì sư và ban tổ chức đã rất nỗ lực, lo rất là nhiều những mặt. Một trong số đó là về vấn đề nghiêm túc trong việc hành thiền. Ví dụ như là cho quý thiền sinh chúng ta giữ sự im lặng trong suốt quá trình hành thiền. Bởi vì chủ trương của sư, và sư vẫn luôn mong mỏi là quý thiền sinh có thể sống trong chánh niệm trọn một ngày. Chúng ta sống không thất niệm kể từ khi chúng ta mở mắt ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt đi ngủ, thì đó mới là kiểu sống của một vị hành giả tứ niệm xứ. Chúng ta không phải ngồi thiền theo giờ, tức là giờ nào tôi ngồi thì tôi mới thiền, còn những giờ khác tôi sinh hoạt, tôi đi, tôi đứng, tôi ăn, tôi uống, tôi tắm rửa, hoặc là khi tôi về với cốc liêu trú xứ rồi là tôi buông, tôi không hành thiền nữa. Bởi vì nó có ba kiểu hành pháp. Kiểu thứ nhất là kiểu của người chăn bò. Kiểu của người chăn bò là sao? Như người chăn bò đó, đi chăn bò cho chủ thì chỉ cần đảm bảo là bò nó ăn no rồi về không thiếu con nào là được. Nó cũng tương ứng với dạng hành giả như người chăn bò. Tức là tôi vào chùa thì tôi cũng giữ giới, tôi cũng ngồi thiền, miễn sao tôi có giữ giới, tôi có ngồi thiền thôi. Còn chuyện còn lại, bò nó chạy đâu nó chạy, là tâm tôi chạy đâu nó chạy. Thì như vậy chúng ta không hưởng được lợi lạc của khóa thiền. Kiểu thứ hai là kiểu hành thiền của ngoại đạo. Hành thiền của ngoại đạo là sao? Tức là giống như ngoại đạo họ chỉ thực hành khi họ ở khu vực này thôi, còn khi họ qua khu vực khác thì họ không thực hành nữa. Cũng giống như một số hành giả, thì tôi chỉ hành thiền khi tôi ở thiền đường thôi, còn ra khỏi thiền đường rồi là tôi không hành thiền nữa. Tôi ra nhà ăn là tôi khỏi hành thiền, tôi vào toilet là tôi khỏi hành thiền,
tôi vào phòng nghỉ là tôi khỏi hành thiền. Thì cách thực hành đó là cách thực hành của ngoại đạo. Và cái cách thực hành đó thì sẽ làm cho chúng ta không đạt được lợi ích khi hành thiền. Mà chỉ có cách hành thiền của thánh nhân là người luôn ưu tư, luôn giữ mình trong chánh niệm. Quý vị biết là một vị thánh A-la-hán, vị ấy không bao giờ thất niệm, ngay cả trong khi ngủ. Cho nên là vị thánh A-la-hán không có mơ. Người thường của mình còn có mơ, còn vị thánh A-la-hán không có mơ. Bởi vì vị thánh A-la-hán luôn luôn giữ mình ở trong chánh niệm. Thì chúng ta tu tập là chúng ta tu tập theo bậc thánh. Nghĩa là từ khi chúng ta mở mắt ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta luôn luôn giữ mình trong chánh niệm. Thì như vậy quý vị sẽ đạt được sự an ổn, sự an lạc khi hành thiền. Còn khi mà chúng ta dễ vui, chúng ta nghĩ rằng vào đây chỉ đơn giản là chơi cho vui, như một cái buổi nghỉ dưỡng, chúng ta thiếu sự nghiêm túc, thì chúng ta sẽ không đạt được lợi ích. Hoặc thậm chí chúng ta còn cảm thấy bực bội, tại sao mà ban tổ chức không cho nói chuyện, về cũng còn bắt hành thiền. Nó giống như là một cái sự đầy ải. Nhưng nếu như quý vị thực hành một cách nghiêm túc, với sự ý thức rõ ràng đây là lợi lạc cho chính mình, thì quý vị sẽ cảm thấy sự an ổn vô cùng. Đức Thế Tôn khi Ngài chế định ra giới luật là để Ngài kìm kẹp những kẻ ác và để Ngài hỗ trợ những người thiện. Thì những cái nội quy mà sư đặt ra thì cũng như vậy. Nó sẽ làm cho những người mà thiếu tinh tấn, những người mà có cái suy nghĩ không tốt, họ sẽ bị kìm kẹp lại để họ không có cơ hội làm phiền người khác. Và những vị có lòng tinh tấn, họ sẽ được bảo vệ và họ sẽ được thực hành một cách an toàn. Nhờ như vậy, quý vị sẽ có được một không gian tĩnh lặng và một hội nhóm những người giữ gìn chánh niệm. Chứ còn sư đã từng trải qua một khóa mà thiền sinh cũng thú thiệt với sư là thưa sư, cái bệnh nói nhiều là nó bị lây. Tức là bình thường mình không có nói đâu, nhưng mà thiên hạ họ nói hồi cái mình bị lây, mình cũng ngứa miệng, mình cũng nói chuyện nhiều. Mà âm thanh á, là kẻ thù của thiền định. Cho nên sư mong mong mỏi là quý thiền sinh hãy cố gắng nỗ lực hành thiền. Nhờ như vậy chúng ta sẽ đạt được sự an ổn. Và sư được các vị giám thiền báo lại là các vị thiền sinh hành thiền rất nghiêm túc. Khi về Cốc Liêu các vị vẫn giữ gìn im lặng, các vị rất nghiêm túc. Cái khóa này phải nói là các vị thực hành rất nghiêm túc, thì sư vô cùng hoan hỷ. Còn vị nào không nghiêm túc, tự nhiên cảm thấy nóng nảy, khó chịu, bứt rứt là tự nhiên xin về. Thì nhờ như vậy, những người tinh tấn, những người có cái lòng hành thiền, tự nhiên quý vị được bảo vệ. Bây giờ chúng ta sẽ học cái phương pháp tiếp theo, tức là sư giới thiệu cho quý vị thêm một phương pháp nữa trong quá trình thực hành tứ niệm xứ để chúng ta giải quyết các vấn đề của mình. Đó là gì? Đó là quán thọ trên các thọ. Đức Thế Tôn nói: lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu sống tùy quán thọ trên các thọ như thế nào? Ở đây, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu khi đang cảm nghiệm thọ lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ lạc. Khi đang cảm nghiệm thọ khổ, biết rõ cảm nghiệm thọ khổ. Hoặc khi đang cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc.
Hoặc khi đang cảm nghiệm thọ lạc, thuộc dục lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ lạc, thuộc dục lạc. Hoặc khi đang cảm nghiệm thọ lạc không thuộc dục lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ lạc không thuộc dục lạc. Hoặc khi đang cảm nghiệm thọ khổ thuộc dục lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ khổ thuộc dục lạc. Hoặc khi đang cảm nghiệm thọ khổ không thuộc dục lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ khổ không thuộc dục lạc. Hoặc khi đang cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc thuộc dục lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc thuộc dục lạc. Hoặc khi đang cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc không thuộc dục lạc, biết rõ cảm nghiệm thọ phi khổ phi lạc không thuộc dục lạc. Có nghĩa là sao? Cái anh niệm ấy, một lần nữa ảnh lại có trách nhiệm báo cáo cho chúng ta biết cái tấm thân này nó đang cảm thọ gì? Nó là thọ lạc hay nó đang thọ khổ? Hay là nó đang thọ không lạc không khổ? Thọ lạc là gì? Thọ lạc là những cảm giác, những cảm thọ làm cho thân dễ chịu, thích thú, thì đó là thọ lạc. Còn thọ khổ là những cảm thọ làm cho thân khó chịu, đau khổ, thì đó là thọ khổ. Còn thọ không khổ không lạc thì được mô tả đó giống như một người thợ săn đuổi theo con nai, thì con nai nó chạy và nó phóng qua một cái tảng đá. Thì người thợ săn khi mà lần theo cái dấu chân con nai á, thì khi tới tảng đá, người thợ săn không thấy dấu chân nữa. Nhưng mà ở bên kia tảng đá, người thợ săn cũng thấy dấu chân con nai. Như vậy người thợ săn biết là con nai nó đã phóng qua tảng đá, mặc dù không có dấu chân. Cũng vậy, khi chúng ta theo dõi các cảm thọ, thì thọ lạc chúng ta thấy dấu chân của nó, thọ khổ chúng ta thấy dấu chân của nó. Còn khi chúng ta không thấy dấu chân của thọ lạc, cũng không thấy dấu chân của thọ khổ, thì đó chính là thọ phi khổ phi lạc. Bước thứ hai, chúng ta xem xét xem cái thọ lạc đó, đó nó có thuộc dục lạc hay là không. Dục lạc là gì? Là những ham muốn hưởng thụ các giác quan, thì đó là dục lạc. Ví dụ như ăn thấy ngon, thì cái ngon đó đó là thọ gì? Thọ lạc. Và thọ lạc đó thuộc dục lạc. Khi chúng ta tắm nước xối vào người, chúng ta dễ chịu, thì cái dễ chịu đó chính là thọ lạc. Và cái thọ lạc đó thuộc dục lạc. Còn cái thọ lạc nào không thuộc dục lạc? Khi chúng ta đang theo dõi hơi thở, thân thể cảm nghiệm được sự dễ chịu, sự an lạc, thì sự dễ chịu, sự an lạc này nó không thuộc dục lạc. Rồi khi chúng ta bố thí cúng dường, khi chúng ta dâng, chúng ta bố thí, chúng ta cảm nghiệm được sự an lạc, sự hoan hỷ, thì cái thọ lạc đó không thuộc dục lạc. Cho nên khi mà có thọ lạc, chúng ta phân biệt xem đây là thọ lạc thuộc dục lạc hay thọ lạc không thuộc dục lạc. Đối với thọ khổ cũng vậy. Ví dụ như chúng ta ăn nhầm một cái món ăn mà nó không vừa miệng, thì ngay lập tức biết đây là thọ khổ, không, cái thọ khổ này thuộc dục lạc. Còn khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta đau chân, chúng ta có cảm nghiệm thọ khổ, thì thọ khổ này
không thuộc dục lạc. Nhưng nếu như nếu như chúng ta bị tác động bởi thọ khổ, chúng ta muốn đổi chân hoặc chúng ta muốn đổi oai nghi do tác động của thọ khổ, thì lúc bấy giờ khổ đó thuộc dục lạc. Nó vi tế chỗ đó. Còn nếu như chúng ta có sự suy tư như thế này, điều này được nhắc đến trong chú giải tứ niệm xứ, sư thấy rất thú vị. Khi chúng ta suy tư rằng việc duy trì tư thế ngồi này làm cho định không thể tập trung được, sẽ tốt hơn nếu như ta đứng dậy đi thiền, như vậy định sẽ không bị cơn đau ảnh hưởng. Thì khi chúng ta suy tư như vậy đó, cái thọ khổ đó nó lại không thuộc dục lạc, bởi vì chúng ta không bị tác động bởi phiền não do tham hoặc do sân, mà chúng ta tác động bởi sự suy tư hợp lý, yoniso manasika đó. Nhớ ha, khi đau mà chúng ta quyết định chuyển chân hoặc là quyết định đổi oai nghi, nó có hai trường hợp: một trường hợp là sai và một trường hợp là đúng. Trường hợp sai là ayoniso manasika đó, tức là không như lý tác ý hoặc là suy tư không hợp lý, là đau quá, khó chịu quá, thôi đổi chân cho nó đỡ đau, hoặc khó chịu quá, đau quá, thôi đứng dậy. Thì khi đó là chúng ta đang bị tác động bởi thọ khổ thuộc dục lạc, bị tác động bởi tâm sân, rồi chúng ta cử động, thì đó là không như lý tác ý, ayoniso manasikara. Còn cách suy tư đúng, yoniso manasikara, là chúng ta biết rõ với cảm thọ khổ khốc liệt như thế này làm cho định bị ảnh hưởng, ta không thể tập trung vào hơi thở, cho nên tốt hơn hết là ta nên đổi oai nghi hoặc ta nên đứng dậy. Thì khi chúng ta suy tư như thế, chúng ta đứng dậy, thì điều đó là suy tư hợp lý. Cho nên khi hành thiền, chúng ta làm việc dựa trên cái tâm của chúng ta. Tâm chúng ta suy tư như thế nào thì nó sẽ thành đúng, mà tâm chúng ta suy tư như thế nào mà nó sẽ thành sai. Cho nên trong Pháp Cú, Đức Thế Tôn mới nói: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý ô nhiễm, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình. Cho nên khi quán xét cảm thọ, chúng ta phải xem đây là thọ khổ hay là thọ lạc, hay là thọ phi khổ phi lạc. Rồi cái thọ khổ này nè, nó có thuộc dục lạc hay là không? Cái thọ lạc này nó có thuộc dục lạc hay là không? Cái thọ phi khổ phi lạc này nó có thuộc dục lạc hay là không? Chúng ta suy tư. Thì cái việc mà báo cáo cho chúng ta biết cảm thọ này là cảm thọ gì ấy, nó thuộc trách nhiệm của niệm. Niệm sẽ báo cáo cho chúng ta biết. Nếu như chúng ta khó khăn trong việc xác định các cảm thọ, thì hãy hỏi nó. Hỏi cái niệm của chúng ta đó. Hỏi bây giờ con mắt nè đang thọ gì?
mắt đang thọ gì? Khi mắt nhìn thấy cảnh vừa lòng thích ý là mắt đang thọ lạc. Xưa tới giờ khi chúng ta nhắc đến cảm thọ, chúng ta toàn để ý đến cái xúc không à. Chứ còn chúng ta về cái thân thức, chứ chúng ta không để ý đến các căn còn lại. Như vậy là chúng ta quan sát các cảm thọ chưa đầy đủ. Thành ra việc đầu tiên, hãy hỏi con mắt của mình coi, mắt đang thọ gì? Mắt nếu như đang nhìn thấy cảnh vừa lòng thích ý là mắt đang thọ lạc. Còn mắt đang nhìn thấy cảnh không vừa lòng không thích ý là mắt đang thọ khổ. Ví dụ bây giờ mắt nhìn thấy bông hoa, bông hoa vừa lòng thích ý thì mắt đang thọ lạc. Thì chúng ta ghi nhận rõ, mình hỏi mà hỏi mắt đang thọ gì thì niệm sẽ trả lời cho chúng ta biết mắt đang thọ lạc. Còn nếu như chúng ta nhìn một bông hoa nó tàn úa, nó héo thì như vậy mắt đang thọ khổ. Rồi hỏi lỗ mũi, mũi đang thọ gì? Nếu như mũi ngửi cái mùi mà dễ chịu, thoải mái như mùi thơm là mũi đang thọ lạc. Còn mũi mà ngửi cái mùi hôi thối là mũi đang thọ khổ. Còn hiện tại bây giờ, mũi không thấy dấu vết của thọ lạc, cũng không thấy dấu vết của thọ khổ, thì mũi đang thọ phi khổ phi lạc. Rồi chúng ta hỏi đến lưỡi. Mà lưỡi thì thường là khi chúng ta đang ăn thì chúng ta sẽ hỏi nó dễ hơn. Lưỡi đang thọ gì? Nếu như đang thọ lạc thì lưỡi sẽ báo là lưỡi đang thọ lạc. Còn nếu lưỡi đang thọ khổ thì lưỡi sẽ báo là lưỡi đang thọ khổ. Còn nếu như không thấy lạc cũng không thấy khổ thì lưỡi đang thọ phi khổ phi lạc. Khi chúng ta xem xét các giác quan là chúng ta đang tập cho niệm của chúng ta thành thật với chính nó, để chúng ta biết là cái thân này nó như thế nào. Thường chúng ta không hiểu được thân này, bây giờ chúng ta đang tập để chúng ta hiểu nó, hiểu các cảm thọ của nó. Rồi cho đến lỗ tai. Tai đang thọ gì? Tai đang nghe những âm thanh vừa lòng thích ý thì tai đang thọ lạc. Ví dụ như tai đang nghe pháp thì tai đang thọ lạc. Mà thọ lạc này không thuộc dục lạc. Còn nếu như tai đang nghe nhạc, một cái bản nhạc mà mình vừa lòng thích ý, hoặc nghe tiếng chim hót mà vừa lòng thích ý thì tai đang thọ lạc. Mà thọ lạc này thuộc dục lạc. Rồi nếu như tai mình nghe thấy một cái tiếng phàn nàn, ai đó tự nhiên họ phàn nàn về mình khó chịu, thì khi đó đó cái tai đang thọ khổ. Thì mình hỏi các giác quan của mình. Mà thường thì cái thân thức của mình là mình chú trọng nhất, mà mình ít chú trọng đến các giác quan còn lại. Rồi bây giờ mình hỏi cái thân này, cái thân thức này, nó đang thọ gì? Nếu như bây giờ đang đau chân thì đang thọ khổ. Còn nếu như thân đang vừa mới tắm xong thì thân đang thọ lạc. Thì quan sát. Nhớ anh niệm á, ảnh chỉ có trách nhiệm báo cáo, ảnh không phán xét. Tức là mình không chạy theo nó. Thường chúng ta khổ do chúng ta chạy theo nó. Còn ở đây hãy để các cảm thọ chỉ đơn giản là các cảm thọ. Và nhớ,
Các cảm thọ này là thọ thuộc về thân, chứ không phải thọ thuộc về tâm. Khi chúng ta ngồi thiền, quan sát các cảm thọ từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Hãy hỏi cái anh niệm đang thọ gì, anh sẽ trả lời. Còn nếu như mà khi chúng ta quan sát cảm thọ thì nhìn chung á, cảm thọ nào nổi bật nhất thì quan sát cảm thọ đó. Thường thì thân thức sẽ có cảm thọ nổi bật, nhưng một số trường hợp thì các giác quan khác nó sẽ có cảm thọ nổi bật. Ví dụ như mình đang đi thiền mà nhìn thấy cảnh trái ý nghịch lòng, biết ngay mắt đang thọ khổ. Tại sao cái chuyện mà mình biết, mình ghi nhận cảm thọ nó quan trọng tới như vậy? Còn nhớ vòng tròn duyên khởi không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên ưu bi lão tử. Sư tóm gọn lại là trong vòng tròn duyên khởi nó có một cái mắt xích là thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ. Tức là khi các căn của mình tiếp xúc với các cảnh xúc duyên thọ, là khi nó tiếp xúc nó sẽ sanh ra cảm thọ, là cái chúng ta đang nói chuyện nãy giờ đó. Mà nếu như chúng ta thất niệm thì thọ duyên ái, ái duyên thủ. Tức là nếu chúng ta thất niệm, chúng ta sẽ đối phó với các cảm thọ bằng thích và ghét, tham và sân. Nghe một cái tiếng phàn nàn, mắng chửi, nó là duyên cho sân. Mình quên mất quan sát cảm thọ. Còn nếu như mình quan sát cảm thọ thì ngay lập tức biết rõ, tai đang thọ khổ. Tai đang thọ khổ. Khi mình biết ngay tai đang thọ khổ thì khi đó thọ duyên cho niệm. Anh niệm anh báo cáo mà, thì khi đó thọ duyên cho niệm. Chứ còn thọ lúc bấy giờ không còn duyên cho ái và duyên cho thủ. Mình cắt ngang cái vòng tròn duyên khởi, mình cắt ngang ngay chỗ đó. Do đó việc thực hành tứ niệm xứ giúp cho chúng ta phá vỡ vòng tròn duyên khởi và giúp cho chúng ta giải thoát giác ngộ. Người bình thường họ không biết cái này, hoặc họ có biết họ cũng làm không được. Biết là biết vậy, nhưng mà thọ thì nó vẫn duyên cho ái. Ái ở đây bao gồm thích và ghét, tức là tham và sân. Còn khi chúng ta đã biết rồi, bây giờ sư hướng dẫn cho quý vị phương pháp. Thì các giác quan bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó sẽ thuộc về cái phần quán tâm sư không chưa nhắc tới. Chúng ta đang xét đến năm giác quan vật chất. Khi tiếp xúc với cảnh nó sanh ra thọ gì, mình phải biết ngay thọ đó. Do từ xưa tới giờ khi nhắc đến thọ, chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái thân thức. Cho nên mắt thấy cảnh, chúng ta thất niệm. Tai nghe âm thanh, chúng ta thất niệm. Mà hai cái căn này là hai căn chúng ta thường xài nhất. Thất niệm là thất thủ. Thọ duyên ngay cho ái, ái duyên cho thủ ngay. Cho nên bây giờ biết rồi thì phải thường xuyên canh phòng các cái giác quan của mình. Thường xuyên canh phòng đó. Hễ mà cái gì nó tới, ngay lập tức duyên cho niệm ngay. Niệm báo cáo, tai
đang thọ lạc, hoặc tai đang thọ khổ, mắt đang thọ lạc, hoặc mắt đang thọ khổ. Chúng ta liên tục quan sát nữa. Đó là trách nhiệm của anh Niệm. Còn anh Tuệ, anh làm cái gì ở đây? Vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong các thọ, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong các thọ, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong các thọ, hoặc vị ấy có niệm là có thọ đây, được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, và vị ấy không y cứ, không bám chấp bất kỳ thứ gì trên đời. Này các tỳ khưu, cùng với cách như vậy, vị tỳ khưu sống tùy quán thọ trên các thọ. Vì nghe thì có thể thấy nó hơi khó hiểu. Sư giải thích như thế này. Khi chúng ta quan sát các cảm thọ, chúng ta để ý từ lúc nó sanh khởi cho đến lúc nó biến mất. Chúng ta quan sát sự sanh và sự diệt của các cảm thọ. Thí dụ như ngồi thiền thấy đau chân, thì quan sát cái thọ đó nó sanh lên, cứ quan sát nó một hồi nó sẽ thay đổi, nó diệt đi, rồi nó lại sanh lên, rồi nó lại diệt đi. Nó sẽ giống như một cái đồ hình parabol, lên xuống, lên xuống, lên xuống, nó liên tục như vậy. Khi quý vị quan sát cảm thọ, thí dụ như là thọ khổ của chân, và sư báo cho quý vị một tin buồn là việc quan sát cảm thọ khổ của chân, tức là cơn đau, sẽ không làm cơn đau biến mất, mà nó chỉ làm cho cơn đau rõ ràng hơn. Nếu quý vị quan sát hơi thở không để ý đến cơn đau thì nó giống như là thuốc tê, đau có đau mà mình không biết. Nhưng khi chúng ta quan sát cơn đau thì cơn đau sẽ trở nên rõ ràng hơn, chứ cơn đau không biến mất. Cho nên đừng suy tư, đừng cố làm cho cơn đau biến mất. Không có, cơn đau không biến mất. Quan sát nó chỉ làm cho nó rõ hơn, chứ nó không có biến mất đâu. Tuy nhiên, xưa tới giờ chúng ta khổ bởi vì thọ khổ của thân nó làm cho chúng ta chuyển sang thọ ưu của tâm. Tức là thân khổ chúng ta cũng làm cho tâm mình bị khổ. Trong khi đó lẽ ra đó, hai anh này không dính dáng gì tới nhau. Thân là thân mà tâm là tâm. Chúng ta hãy quan sát cơn đau như một người khách, một người ngoài cuộc quan sát lấy nó. Tách ra, tách thân ra khỏi tâm. Thì khi đó thân này nó đau vì nó dính dáng gì tới mình. Tâm không hề đau. Tâm mình đâu có đau. Thân nó đau. Quý vị thực hành, sư hướng dẫn nhiều khóa thiền rồi. Đó. Có những vị bị ép tách ra được, mà có những vị thì có thể phải tham gia 2 khóa thiền, 3 khóa thiền thì mới tách ra được. Nhưng một khi tách ra được á, vị ấy ngồi thiền rất là thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì cái đau của chân lúc bây giờ nó không còn là vấn đề nữa. Giống như mình là người khách, nói một cách nôm na đó. Giống như quý vị nhìn người khác đau thì đâu dính dáng gì tới mình. Người khác đau sao thấy kệ người ta chứ. Cơ thể mình cũng vậy, tách nó ra. Khi mình tách ra được rồi đó, thân này nó có thể đau mà tâm này không thể đau. Như trong chú giải bài kinh Tứ Niệm Xứ, là bài kinh sư đang dạy quý vị, có nhắc đến trường hợp một nhóm 30 vị tỷ kheo. Thì 30 vị tỷ kheo này á,
đi vào trong rừng hành thiền và dặn nhau hãy giữ im lặng. Giống như sư dặn quý vị hãy giữ im lặng. Có chuyện gì cũng đừng có lên tiếng, đừng có nói chuyện. Thì 30 vị tỷ kheo này hành thiền ở trong rừng. Thì trong rừng á, nó có con cọp. Thì khi con cọp nó đói thì nó vồ, nó bắt lấy một vị tỷ kheo. Và vị tỷ kheo bị cọp bắt á, nhớ huynh đệ dặn có cái gì cũng đừng có nói, cho nên im lặng. Và các vị tỷ kheo khác khi thấy huynh đệ mình bị cọp bắt cũng nhớ cái câu có chuyện gì cũng đừng có nói, cho nên im lặng. Rồi tới hồi mà tới ngày rằm á, chư tăng hợp với nhau lại để sám hối, thì thấy sao mà hôm nay sao vắng vài vị, thì mới hỏi. Thì các vị khác mới nói là các vị kia bị cọp tha rồi, tại vì dặn với nhau là có chuyện gì cũng đừng có nói, cho nên im lặng. Thì lúc bấy giờ các vị tỷ kheo mới nói với nhau là thôi bây giờ á, cái trường hợp mà bị cọp bắt thì nó ngoại lệ, cho nên nếu vị nào có lỡ bị cọp bắt thì phải la lên để cho huynh đệ giúp đỡ. Thì sau cái buổi họp đó, thì trong một ngày thì một vị tỷ kheo khác cũng bị cọp bắt. Thì khi cọp nó lôi vị nào vào trong rừng á, lôi vào trong sâu, thì các vị sư khác chạy theo, nhưng mà chạy theo không kịp con cọp. Thì khi con cọp nó đem vị này lên trên đồi cao và bắt đầu ăn thịt vị này, chư tăng ở dưới mới nói: này hiền đệ, các sư không thể giúp đệ hơn được nữa. Bây giờ đệ hãy lo cho chính mình, đây là lúc mà đệ phải thực hành thôi. Thì vị tỷ kheo lúc bấy giờ á, coi như hết chỗ, hết cứu được rồi. Thì vị này mới bắt đầu thực hành tứ niệm xứ. Khi con cọp á, ăn cái chân của vị này, vị này dùng cái thọ khổ đó đó để vị này quán xét cảm thọ, quán thọ trên các thọ. Quý vị đau chân đâu là cái gì, vị này đang bị cọp ăn. Và khi cọp ăn xong cái đôi chân của vị này là vị này chứng sơ quả. Rồi con cọp nó ăn tới, ăn tiếp lên trên nữa. Rồi khi con cọp á, nó ăn đến cái phần mà hông của vị này là vị này chứng nhị quả. Khi mà con cọp á, nó ăn tới cái phần bụng của vị này đó, nó ăn tới cái phần trên rồi, ăn tới phần ngực là vị này chứng tam quả. Tiếp tục quán cảm thọ, lúc đó không còn cách nào khác, tiếp tục quán cảm thọ. Và khi con cọp á, nó chợp tới trái tim của vị này là vị này chứng tứ quả. Sau đó vị này viên tịch luôn. Nói như vậy để quý vị thấy cái việc quán cảm thọ đó nó ghê gớm. Phải nói là khi mà đọc sự rúng động. Khi trong trường hợp ngặt nghèo như vậy, không còn ai có thể cứu mình được, thì chỉ có việc quán thọ mới cứu mình được thôi. Khi quý vị mà bệnh, đau, ngặt nghèo, không ai cứu mình được, chỉ có quán thọ mới cứu mình được, không còn cách nào. Mà muốn được như vậy đó, mình phải tập cái kỹ năng là tách ra, tách cái thân và tâm ra. Thân nó có thể đau, nó thọ khổ, mà tâm này không thể nào thọ ưu được. Còn nếu như mà mình không tu tập, mình không tách cái thân mình ra được á, khi mà cái thân nó đau quá là cái tâm bắt đầu nó la hét, nó điên loạn, lúc đó không tu được. Thành ra phải tách ra. Và nhiều người đã thành công rồi, cho nên sư tin là quý vị cũng có thể làm được. Nó không phải là cái gì đó nó kinh khủng, nó ghê gớm đâu. Quý vị có thể làm được. Hãy tin tưởng chính mình có thể làm được. Tách cảm thọ của thân ra khỏi tâm. Điều này đã được Đức Thế Tôn nói tới. Khi mà Ngài đến thăm một vị tỷ kheo bệnh,
Ngài nói: Này ông hãy quán xét, thân ta có thể có bệnh nhưng tâm ta không thể có bệnh. Thì như vậy các cảm thọ của thân nó không dính dáng gì tới tâm. Hãy quan sát các cảm thọ, quan sát từ lúc nó sanh ra cho đến khi nó biến diệt, rồi nó lại sanh ra, rồi nó lại biến diệt, rồi lại sanh ra, rồi lại biến diệt. Hãy liên tục quan sát các cảm thọ. Và như vậy là chúng ta đang quan sát pháp sanh diệt trên các thọ. Một số phương pháp thì sẽ đẩy cái cảm thọ lên tới mức tột cùng để quan sát cảm thọ. Thí dụ như bắt thiền sinh phải ngồi liên tục 4 tiếng đồng hồ. Thiền sinh mới nha, mới hoàn toàn như quý vị vậy đó. Bình thường ngồi nửa tiếng, là bây giờ là dám thiền bắt phải ngồi 4 tiếng. Coi như là đẩy cảm thọ lên tới tột cùng để quan sát. Nhưng mà sư thì sư không có nỡ để quý vị như vậy. Cho nên cái gì đối với sư nó chỉ vừa phải thôi. Đó. Thành ra chúng ta vẫn quan sát các cảm thọ một cách bình thường. Đương nhiên nếu vị nào mà muốn thì vẫn có thể ngồi cắn răng 4 tiếng đồng hồ để quan sát cảm thọ. Cái đó tùy. À. Rồi khi đó, khi chúng ta đã tách cái cảm thọ ra khỏi cái thân, cái tâm mình rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta quan sát và chúng ta thấy rằng ở đây chỉ có thọ thôi, chỉ có cảm thọ chứ không có ai đang cảm thọ, chỉ có thọ khổ chứ không có ai đang thọ khổ. Khi quý vị đã tách ra được rồi đó, sẽ thấy rất rõ điều này. À, chỉ có thọ khổ chứ không có ai đang thọ khổ, chỉ có thọ lạc chứ không có ai đang thọ lạc. Và ở đây Đức Thế Tôn nói hoặc vị ấy có niệm là có thọ đây, được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm. Là khi chúng ta tách ra được rồi đó, chúng ta chỉ thấy chỉ có cảm thọ thôi, không có ai cảm thọ. Và mình an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm. Anh niệm là anh báo cáo, và anh tuệ là anh phân tích. Thì khi đó nó chỉ còn tuệ và niệm thôi, nó không còn gì hết, chỉ còn tuệ và niệm, không có ai cảm thọ, chỉ có cảm thọ đang có mặt chứ không có ai cảm thọ. Và vì ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Khi chúng ta quan sát như thế, chúng ta suy tư, cái này là anh tuệ anh làm việc nè, do đâu mà mình có cái thọ này. Thí dụ như ngồi đau chân thì suy tư, do đâu mà mình có cái thọ khổ này, do mình có cái thân này, do đâu mà mình có cái thân này, do mình đi đầu thai, do đâu mình đi đầu thai, do mình tạo các nghiệp thiện ác quá khứ. Mà bởi vì mình tạo các nghiệp thiện ác quá khứ cho nên mình mới đi đầu thai, do mình đi đầu thai cho nên mình mới có cái thân này, do mình có thân này cho nên mình mới phải đau, mới thọ khổ, mới đau. Mà nếu như mình không chánh niệm tỉnh giác, mình để cho cái thọ khổ này nó chạy theo, thì nó sẽ là duyên cho tham và sân. À, và mình sẽ tiếp tục tạo nghiệp, rồi sẽ tiếp tục luân hồi, tiếp tục đi đầu thai, rồi lại có cái thân này. Và có thân này là sẽ tiếp tục chịu khổ như thế này nữa. Và mình xét thấy vòng luân hồi vô số kiếp mình đã chịu khổ như thế này không biết là bao nhiêu lần. Mình chịu khổ rất nhiều, chịu khổ hoài, kiếp nào mình cũng cứ lặp đi lặp lại, có thân là có khổ, mà tiếp tục tạo nghiệp để tiếp tục chịu khổ. Từ đó, mình thấy cái gì? Thấy sự nhàm chán. Nếu như quý vị
quán xét một cách đúng mức, thì tới bước này rồi tự nhiên quý vị cảm thấy nó nhàm chán, nó nản dữ lắm. Tại vì nó quanh quẩn chỉ có nhiêu đó thôi, rồi lại tiếp tục chịu khổ như thế này nữa. À, mà khi quý vị nhàm chán rồi, có thể quý vị sẽ thấy hụt hẫng. Bởi vì mình thấy không còn cái gì đáng để mình bám vô, bám phiếu vào hết trơn, trời, không còn cái gì hết trơn. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn nói không còn bám chấp bất cứ thứ gì trên đời là vậy đó. Tới bây giờ quý vị niệm buông á, là tự nhiên là mình buông. Lúc đó đúng thiệt là buông, buông các cảm thọ, buông hết cái thân này mình cũng buông, buông hết, lúc đó chỉ muốn buông thôi. Và như vậy nếu như quý vị cảm thấy chơi với, thì bây giờ chỉ còn có cái gì là để mình nương nhờ, là tứ niệm xứ. Ngoài phương pháp tu ra mình không còn cái gì để nương nhờ hết trơn. Chỉ có tứ niệm xứ, chỉ có sự chánh niệm là nơi nương nhờ của mình thôi. Bởi vì mình biết rõ nhờ vào tứ niệm xứ mình mới đi ra được. Nhờ tứ niệm xứ thọ nó mới duyên cho niệm và tuệ. Còn không có tứ niệm xứ thọ duyên cho ái và thủ. Cho nên lúc bấy giờ khi mà mình cảm thấy là nó nản, nó buông, nó chỉ muốn buông thôi, thì mình biết rõ cái con đường mình phải đi chính là tứ niệm xứ. Đây là cách mà một hành giả quán thọ trên các thọ. Một chút xíu nữa, khi mà quý vị ăn, khi ăn vào miệng hãy quán thọ. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của quý vị, hãy tách cái thọ của thân ra khỏi tâm. Xưa tới giờ mình ăn là mình dùng cái tâm của mình á, mình tham thích trong món ăn, mình mới thấy nó ngon. Nhưng bây giờ mình hãy tách nó ra, tách cái cảm thọ ra, tách ra. Lúc bây giờ chỉ có cái lưỡi đang thọ lạc, hết rồi. Tâm là anh đang quan sát, tách cảm thọ ra. Và sau đó quý vị thực hành, hãy ráng tách cảm thọ ra và quan sát như một người bên ngoài, thì quý vị sẽ đi theo tuần tự những thứ mà sư nói nãy giờ cho quý vị. Nãy giờ mình chỉ ngồi mình nghe thôi, còn bây giờ hãy thực hành và quý vị sẽ kiểm chứng được những gì sư nói. Cho nên bài kinh này sư nói là nói theo pháp hành, chứ không có nói lý thuyết. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hằng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá.